Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường tiếp tục đi thăm bẫy gắn nữa nha các bạn. Luồng bẫy ngày hôm nay mình thăm thì 40 cái bạn ơi. Luồng bẫy này là luồng bẫy thiền thoại của mình đó nha các bạn. Cử này thì cũng cử thứ 12 rồi nha các bạn. 11 cử rồi thì nó đều ngon nha các bạn. 11 cử rồi hình như có một cử thắt nha các bạn. Có một cử là nó dính đâu có 3 ký mấy mà gắn tạp không à. Còn mấy cử còn lại 10 cử kia nó đều trúng nha các bạn. Còn cử hôm nay là cử thứ 12 mình không biết làm sao các bạn ơi. Luồng này thì cử rồi mình thăm đâu cũng 10 ký mấy các bạn. Luồng này cử rồi mình thăm chưa hết 7 mà nó dính nhiều quá mình quẩy không nổi mình đi về luôn đó các bạn. Là 10 ký luôn mấy á. Mình cũng hy vọng hôm nay nó cũng sẽ dính được vậy nha các bạn. Giờ mình chở máy lại mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bẫy 40 cái ngày hôm nay thử coi có dính như mấy cử trước không nha các bạn. Đằng trước đây là cái bẫy đầu tiên của chuyến thăm hôm nay. Thì hôm nay mình thăm 40 cái bẫy. Những cái nào không dính á, mình có quay á, thì bạn cũng cho mình cắt bỏ bớt ha, để cái video nó dài quá. Thì hành trang mình đây bạn. Đây là cái bẫy xe cua. Lúa chuột túi lứ. Bữa nay thì mình đem hai túi lứ nha bạn, do cứ gọi mình thăm luôn này nó dính quá đó. Nên không biết bữa nay có dính không, mình đem thêm cái túi cho chắc ăn mà. Để nhiều khi nó dính nhiều quá, mình không có chỗ đựng. Cái bẫy đầu tiên là dưới đây nè. Cứ gọi luôn này nó bật lên chạy nhiều quá, cái này không biết sao đây. Bẫy này hao chuột rồi bạn ơi, để mình vô chuột đặt lại. Trước đây mình có cái bẫy bạn. Khu này người ta có cua be, người ta đang móc đất á, nên tiếng có ồn các bạn thông cảm ha. Bẫy mình đặt đây. Hồi đó con hành. Con hành nhì, hành gì bạn kia nha các bạn. Quá đã. Nãy giờ mới con gắn này đầu tiên nha các bạn. Nãy giờ mình thăm nói chung cũng 5 cái bẫy rồi bạn. 5 cái bẫy nó không chạy nha các bạn. Thì để tránh mất thời gian các bạn, những cái không chạy mình có quay. Rồi mình cũng cắt bỏ bớt nha các bạn, để cái video nó dài quá. Con gắn này làm như mới vô vậy bạn, cái bụng còn kỳ phì nè. Gắn này làm như mới chạy đêm hôm á vậy. Rồi, để mình tiến hành bắt ra luôn. Tụi mới. Luồng này cứ gọi mình đi nó chúng chạy mạnh lắm, còn cử này nãy giờ mình thăm mấy cái nó cũng không chạy rồi. Thì cũng không biết đâu nói nha bạn, nhiều khi mùa này là mùa gắn nó bắt cặp phải, nhiều khi nó chạy 1-2 cái bẫy nha bạn là đủ tiền rồi bạn. Cỡ này mình đi thăm cử nào nó cũng có chạy gắn cặp chứ, mà chạy gắn cặp mà gắn lớn nữa chứ. Rồi mình đậm đậm cái nó ổi mồi nha bạn, mình cho nó ra, nó ổi mồi xong nó ra tại nha. Bẫy ở đây á, nhiều khi mới có 4 đêm mình thăm mấy bạn, cho nên tỷ lệ gắn nó còn mồi cao lắm. Em cho nó ấy xong rồi mình cho nó ra nha bạn. Con nhì này bự lắm bạn. Bẫy đây mình 4 đêm mình thăm, nên tỷ lệ gắn nó mới ăn còn cao lắm. Nhầm anh em nhiều khi để 6 đêm 7 đêm từng lễ không chừng, còn mình 4 đêm mình thăm. Rồi ra đi em. Không cho ra nghe bạn. Con nhì này tầm cỡ 4 lạng nha bạn, 3 lạng gửi 4 lạng. Chắc cỡ 3 lạng gửi bạn ơi, nãy thấy phì phì thấy nó bự mà do nó ăn con màu vậy. Định ấy ra cái nó nhỏ lại. Rồi, mới con hành nhì đầu tiên bạn ơi. Hành nhì này tầm 3 lạng gửi. Để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Cái bẫy này mình bắt cũng được 2 con gắn nhì nữa bạn. Cứ rồi như cái bẫy này cũng chạy gắn nhì nữa. Rồi, cử này nghe que à. Rồi, cử này còn chuột để mình tặng cho em nó mịt lúa. Hy vọng cử sau. Trước đây mình cũng có cái bẫy.
khu vực này là người ta trồng sầu riêng. Đặt cặp mé đây. Để lấy lên mà. Ồ, cái bẫy khá nặng nặng nha bạn. Nhiều có dính bạn ơi. Hồi ơi con hổ hạnh bạn ơi, nó nằm một phanh đẳng kìa. Bệnh Loki nữa bạn. Quá đã bạn ơi. Con hạnh nhất. Quá khứ rồi. Hộc đầu lên kìa. Ngon lạnh. Con này bộ mới vô gì nghe bạn, ném lúa nè mà mình không thấy phân. Ngày hôm qua mình thăm cái luồng bẫy bên kia bạn, nói chung mình có 3 luồng bẫy. Luồng bẫy ngày hôm qua với luồng bẫy bữa nay là nói chung hai luồng bẫy khá là lâu rồi đó bạn, mình gắn nó chạy kinh lắm nghe bạn. Bữa nay thì mình không biết sao chứ cái luồng này cử gò mình thăm cũng 10 ký mấy nè. Còn cái luồng ngày hôm qua thì mình thăm cũng được 8 ký mấy nha bạn, 8 ký mấy, ngày hôm qua 8 ký mấy gần 9 ký. Bữa nay thì nãy giờ gắn nó chạy cũng cũng thưa thưa chứ nó không chạy về bẫy nha bạn. Nó không như chắc không bằng cử gòi mà cũng không nói trước được bạn. Mùa này á thì con gắn nó hay đi cặp á bạn. Nó chạy lần nó chạy một cặp. Nên là nhiều khi phải nhiều khi hai ba cái bẫy nó chạy hai ba cặp cái là vô mánh liền nha bạn. Con này chắc tầm cỡ 7 lạng 7 lần rưỡi bạn ơi chứ không quá khủng. Mà nói chung quê mình gắn nhất gì là kêu là khủng rồi đó bạn ơi. Quê mình ít có gắn hàng ký lắm. Hàng ký ít lắm. Chứ mùa này nữa bạn, mùa này là mùa nó bắt cặp nè, nếu mà có gắn hàng ký là cả này nó cũng chạy nha bạn. Con này làm như mới vô, thấy cái bụng chị phì như gắn mới đi ăn mấy bữa nay nữa đi mạnh. Hy vọng bữa nay đi thăm luồng bẫy này bằng cử gòi cũng ngon, mà cử gòi nhiều lắm chắc không bằng nổi đâu. Tại cử gòi mình thăm không hết bẫy mà nó còn 10 ký mấy á. Đầu này em, đầu này em gắn này dám có 7 lần rưỡi 8 lần nữa bạn. Nó nằm trong bẫy nhìn thấy gọn gọn chứ nó ra ngoài nhỏ bự. Đuổi đuổi gà bạn. Hồi ghê gì mà thọt ở trên. Xuống em. Xuống em. Gà nha bạn. Hồi gà cái nhạo chạy được bạn ơi. Con này tầm cỡ 7 lần rưỡi bạn ơi. Cái bụng còn phì phì này chắc mình nghi con mồi nữa bạn. Bởi không thấy phân. Rồi. Nãy giờ được con nhất con nhì nữa bạn. Con nhất này tầm cỡ 7 lạng rưỡi chứ không quá khủng. Người lớn cũng ngon lành này. Có gắn nhất là có tiền. Quê mình thì 6 lạng là thương lái đã bắt gắn nhất gắn nhất nha bạn. Còn mấy con càng bự thì càng có giá trị. Bóng lộng đã không bạn. Gắn này mới vô bóng lộng. Rồi bây giờ mình bỏ vô bạn ơi. Bỏ vô đi tới những cái bẫy tiếp theo nha bạn. Hy vọng bữa nay đi hốt vài con coi. Ngày hôm qua mình thăm luồng bên kia cũng 4 con nhất các bạn. Ngày hôm qua 8 ký mấy rồi. Bữa nay hy vọng cũng được như ngày mai ngày hôm qua coi. Để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi, đặt lại cái bãi này. Như đây mình có cái bãi. Bẫy này của mình bữa nay trống trơn. Rồi giờ dính hũ ngựa bạn ơi. Ngựa mà hũ ngựa này cũng nhỏ. Ngựa này không lớn không. Ngựa này đâu chừng 300-400 gram gì bạn. Cái loại gắn mẹ thì nó cũng không có độc nha bạn. Mà có cái mình một tay bắt ra cũng không được nha bạn. Bạn cho mình qua cái này cái ha. Đi tới cái tiếp theo. Ngựa này cũng cỡ 300-400 gram mà chứ không quá lớn bạn ơi. Ngựa cũng nhỏ. Rồi, giờ để mình bạn cho mình qua cái này mình bắt con gắn này ra đi tới cái tiếp theo bạn. Có con gắn nào bự bự người quý bạn xem, con gắn này cũng nhỏ. Này con gắn hổ ngựa. Trước đây mình cũng có cái bẫy rồi. Bẫy này không thấy phân phiếu hết trơn. Rồi sao cái đít nặng nặng nha bạn. Con gì mà cục đen thì lị đắng bạn ơi. Rồi con hổ ngựa. Quá khứ hổ ngựa bành Loki bạn. Hổ ngựa bích lợp luôn.
cỡ này quê mình đặt thảm rồi, trời nắng lại các bạn, ưa chạy không ngựa lắm bạn, chạy ngựa hết tiết bự rồi, ngựa bạnh kia, nãy chạy cũng con mà nãy con ngựa nhỏ, ngựa này bự. Phải con hổ hành ngon quá bạn, con ngựa 8-9 lạng gì đó. Ngựa này chắc cỡ 7-8 lạng các bạn, cỡ 8 lạng, 8 lạng hơn 8 lạng không chừng. Bệnh Lucky nữa không? Phải hổ hành ngon quá các bạn, phải hổ hành là được hành nhất thành đại vậy đó. Hổ hành là mình vô khúc liền đó. Cỡ này hổng gà mình thăm hổ ngựa chạy kinh lắm, cái luồng này cứ rồi mình thăm đâu là nó dính đâu 6-7 con hổ ngựa dữ bạn. Cứ gọi á, lúc trước mình đặt ra số dính hổ hành nhiều, cỡ này là nhiều khi có mấy chỗ nó hơi chống chống, mình không có chỗ đặt, mình đặt mấy thế chống các bạn, nó hay dính hổ ngựa lắm. Còn lúc trước mình đặt đậy cỏ kỹ thì nó dính hổ hành nhiều, còn cỡ này mấy cái khu này thì nhiều khi nó hơi chống chống nè, mình đón cũng có hổ ngựa, cỡ hổ ngựa bự bự này bán cũng có tiền các bạn. Nó nhỏ thì mình bán không có nhiều, chứ còn nó bự này mình bán cũng ngon lắm, nó mắc hơn hổ hành nhì được một chút. Ngựa bành kia. Con ngựa này á, thì nói chung là nó cũng không có độc nha các bạn, nhưng mà một tay mình bắt ra cũng không được. Một tay mình bắt ra mất công nó tát á, chạy xước mất công, thì giờ mình cũng ngưng máy, mình bắt con ngựa này ra nha các bạn, rồi mình đi tới cái tiếp theo. Nãy giờ thì mình cũng được con gắn hổ hành nhì, con gắn hổ hành nhất, nhưng con hổ ngựa nhỏ, tới đây được con hổ ngựa bự nha các bạn, mới 4 gắn mà cũng im lắm mà. Nội con nhất, con nhì là mình thấy khỏe hơn mình rồi đó. Rồi, giờ để mình bắt nó ra đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trước đây mình có hai cái bẫy mà, hai cái bẫy mình cử rồi mình thăm dính đâu 4 gắn này bạn, hai con nhất, hai gắn ba này. Để mình thăm cái bẫy này trước. Nghe chuột chạy như sột sột luôn á. Bẫy này cử này còn chuột. Còn chuột. Để mình tặng cho em nó bịch lúa. Cái này trời nắng này mình đậy kỹ kỹ nha, để chuột nó heo. Để qua mình thăm cái bẫy bên đây luôn. Bẫy này rồi, cử rồi chạy con nhị con ba, bẫy bên bển nãy cũng con nhị con ba. Thôi rồi, cử này cục phân hết tí cục phân bạn. Hy vọng là con hổ hành chứ đừng có con hổ ngựa nha bạn. Cũng khá là nặng bạn ơi. Rồi con hổ hèo bạn ơi. Con hổ hèo. Phải con hổ hành ngon quá. Trời, có con nào mình xào con đó. Này con hèo nha bạn. Không gài mình đi thăm bẫy nói chung nó chạy hổ hèo với hổ ngựa. Khá khá. Con hèo này đâu chở khoảng 7-8 lạng gì vậy. Cái gắn này làm như muốn sắp lột nha bạn. Cái gắn này chắc sắp lột bạn. Vô nó quậy cũng đỡ dữ à. Quậy tà mỏ hết. Con này chắc cỡ mình đón cỡ 7-8 lạng nha bạn. Nó sắp lột nên nó không quậy ra, chứ mai thôi nó quậy dữ lắm. Con này nó mạnh lắm nha bạn. Con này chắc mình đón cỡ 7 lạng, 8 lạng gì đó. Rồi cái loại gắn này thì nó cũng không có độc nha các bạn, nhưng mà mình một tay cũng bắt ra khó lắm. Các bạn cũng cho mình qua mình bắt nó ra nha các bạn, rồi đi tới cái tiếp theo. Rồi, để mình bắt nó ra đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Con này thì nó tầm có khoảng 7-8 lạng gì đó bạn ơi. Gắn này hơi bự. Gắn này trọng trọng. Chắc mình đón cả 8 lạng, 8 lạng hơn 8 lạng không chừng nữa bạn. Tại cái dòng hổ hèo á, dòng gắn này nó nặng ký lắm. Nó thấy nó gồ gồ chứ nó nặng ký lắm. Như vậy nó về sọc rồi các bạn. Con này như con này là cỡ 1 mét mấy nè. Rồi giờ đến mình bắt ra đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Động động hơi cái ông kêu kênh lên rồi đó. Nãy ông nằm cục nhìn thấy chút xíu. Trước đây mình cũng có cái bẫy,
Cái bãi này cứ gọi mình thăm hình như dính cũng được con gắn nhì hay gắn ba vậy mà. Cứ gọi mình thăm luôn này dính nhiều quá nên nhớ không rõ. Cứ gọi mình nhớ cái này có dính. Cái khoan, em thấy cái đầu đẳng nặng nặng bạn, dính con biển đó. Em thì liền cục nữa. Thờ ơi con gắn lãi bạn ơi. Bữa nay sao nãy giờ mới dính có hai con hậu hành nha bạn. Mới con nhất con nhì, còn nhiêu chạy không ngựa, không hèo, gắn lãi. Chạy bữa nay tứ xà gắn này. Gắn lãi cũng bự nha bạn, gắn lãi cả 300, hơn 300 gram. Gắn lãi này thì cái loại gắn này thì nó cũng không có độc nha bạn. Nhưng mà mình một tay nói chung cũng khó bắt nó ra lắm bạn. Mình phải sử dụng hai tay bạn. Lãi mạnh kinh, nạp hơn luôn. Lãi nha bạn. Đây. Rồi, con này thì bạn cho mình qua cái ha, mình bắt nó ra bạn ơi, đi tới cái tiếp theo nha bạn. Lò này thì nó không có độc mà cũng lẹ lắm bạn, nó còn lẹ hơn hổ ngựa chứ nó như hổ hẹo mà, nó lẹ lắm, làm cái sụt tụt cái là mắc liền rồi, chạy nhanh lắm. Con này cỡ 3 lạng, 4 lạng lận. Cỡ 3 lạng rưỡi, 4 lạng gì, 4 lạng lãi gâu gâu chứ cũng nặng lắm. Để mình bắt nó ra, đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Què. Rồi, cái bẫy này hao chuột rồi bạn ơi, để mình vô chuột đặt lại. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy này mình đặt cặp thằng gà dưới cái đường mương. Rồi bẫy này có phân nè bạn. Bự nhỏ đây phân đóng bên. Hình như hổ hành nhì nữa bạn. Bệt phân nè. Gắn nhì bạn ơi. Phân thải đây. Rồi hình như cái bẫy này nó chạy hai con cái gì bạn ơi. Hai con nhì hay là con nhện con ba gì ạ? Hay là hai con gắn ba đây không biết. Để mình ngay trong trống mình bắt ra luôn. Để mở bạn xem cái ha. Coi hai con hay một con. Hai con mình thấy như giống hai con. Hai con bạn ơi. Con gắn nhện con gắn ba. Con gắn nhì tầm 3 lạng rưỡi, 4 lạng gì đây, chắc 3 lạng rưỡi. Con gắn ba tầm cỡ lạng ngoài 2 lạng. Chạy cho một cặp. Rồi, để mình tranh thủ bắt ra luôn. Rồi mình giờ ông trời đang chuyển mưa chứ. Ông nắng hét lắm nha bạn, mà ông chuyển mưa. Hy vọng là đừng có mưa, đừng cho thăm xong luồng bẫy. Cỡ này hay chạy cặp vậy nữa bạn, mà bữa nào hên đó ha, nó chạy được cặp gắn lớn thì vô nha bạn. Con này mạnh quá. Con này tầm cả 3 lạng rưỡi nha bạn. Con gắn nhì. Con này nó mới có hai con gắn nhì bạn. Hai gắn nhì con gắn nhất. Nãy giờ chạy hung ngựa với gái không à. Còn con gắn ba này cũng gắn ba đầu tiên nè, nãy giờ không chạy gắn ba luôn. Chạy hung ngựa, hung hèo. Ở dưới nó quay lại. Đi tới nó không đi mà đi lui. Ừ, đúng rồi, ra luôn, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nó ra được cái nó chạy lại ăn. Để mình cầm cái mình quay bạn xem ha. Ra ngoài được cái ị ị ị. Con đâu chừng cỡ lạng, hơn lạng vậy bạn, với con cỡ 3 lạng rưỡi nha bạn. Con gắn nhện, con gắn ba. Rồi, bây giờ mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Một cặp, phải chạy được cặp bự ngon quá.
bẫy đằng trước này là mình bắt cũng hết đâu một con ngắn nhất với một con hay con ngắn nhì gì vậy. Con ngắn nhì, con ngắn nhất, con ngắn ba hay gì. Đoán đây còn con nhất nữa mà chưa chịu dính mà. Bữa nay không thấy phần phiếu gì trời. Còn chuột bạn ơi. Tặng cho em nó nghịch lúa. Cho cứ sao em nó lập công. Trước đây mình cũng có cái bẫy luôn. Bẫy nói chung đặt trong cái đống củi ngay chỗ chạy. Chạy này chạy người ta làm mặn á bạn. Tới nói chung mùa, tới mùa người ta mới lại. Chứ thu hoạch trái đâu à, bình thường người ta cũng ít ở đây. Này cái đống củi. Hồi hí gà thấy có phân nha các bạn, ém lúa một bên nữa kìa bạn. Nặng nhẹ đây. Hồi cái bẫy này cũng khá nặng các bạn ơi. Hy vọng là con hành chứ đừng có hổ hèo nha. Hồi gần hổ hành lú đầu ra bạn. Hồi ổn hành nhất quá đã bạn ơi. Đã mà cái đống củi đơn giản vậy thôi ha. Mày đống củi mày giữa ruộng mày giữa đồng rồi mà chắc đống củi vậy mà. Nói chung dễ dính gắn lớn lắm. Đã bạn phê không bạn. Cái phanh nó nè các bạn. Cái bẫy cũng khá là nặng. Cái bẫy này mình nhìn thấy giống như dính một cặp hay gì bạn ơi. Cái bẫy nặng lắm bạn, mà nhìn thấy con rắn thì chừng cỡ khoảng 700 g mà sao nặng lắm. Đầu này thì tối thùi nhìn không thấy luôn. Mình xích xích lại đây mình kiếm chỗ nào ấy mình bắt gắn ra bạn. Rồi, bắt ra đây luôn bạn. Mình quay hơi sao cái máy điện thoại mình nó tối hụ bạn. Để mình xây coi cái chiều nào sáng nha bạn. Xích ra đây bạn. Xích đang bắt ra chỗ nãy bọn mình thấy nó còn sáng hơn. Điện thoại mình ra trời nắng hơi là đậu tối rồi. Hình như hai con hết chứ bạn mình thấy. Con rắn nó chừng 700 g mà sao nó nặng lắm. Trời ơi, nó chạy một cặp bạn ơi. Một cặp trùng ngụm. Quá phê nha các bạn. Nói chung là cặp rắn ngay cái chạy luôn giữa đồng này luôn mà. Quá đã. Này hai con nhất nha bạn, hai con này chắc cầm cả ký 3, ký 4 gì vậy. Ký 2, ký 3, ký 4 gì bạn, con 6 7 lạng, 7 8 lạng gì vậy. 6 7 lạng chứ 7 8 lạng chắc đó không nổi đâu. 6 7 lạng. Quá đã. Đúng là luôn 7 thiền thội thiệt nha các bạn. Nói chung 7 hoài là không hết rắn đó. Thì mình cũng có chịt nền đó các bạn chứ không phải để chỗ cũ hoài được. Mình thăm cử này nữa cũng 12 cử rồi đó bạn. Cử nào nó trời cũng thấy ham lắm nha bạn. Mình thăm trong 12 cử chị. Chỉ có một cử. Cử thứ 10 hết vậy bạn. Thứ 10, thứ 11 gì đó là cử đó dính hay yếu thôi. Thứ 10 hết vậy. Cử gọi luôn này vẫn trúng. Cử gọi luôn này nó cũng 10 ký mấy. 10 ký mấy mà mình thăm không hết 7 luôn. Còn cử này thì nãy giờ thì nói chung chắc không bằng cử gọi nha bạn. Cử này thì nó chạy thưa gắn hơn. Mà cũng không biết sao để cuối coi sao nha bạn. Nhiều khi cuối nó chạy gắn cặp rồi không chừng. Nó mà chịu chạy cặp gì nữa bạn, nói chung mau lên ký cực kỳ luôn. Chạy mà cặp cặp gì thì không có nhiều cái bẫy đâu, là nó một đống gắn liền. Túi này của mình cũng trên 3 kg rồi đó bạn, thấy vậy đó chứ trên 3 kg đó. Nãy thì giờ thì mới được hai con gắn nhì, con gắn nhất, còn số còn lại thì hổ ngựa, hổ hèo chứ hổ hành ba. Mà bữa nay hổ hành ba chạy cũng ít. Phơi nha bạn. Dùng sủng cái bẫy đã không bạn. Chạy cái bẫy cái đủ tiền nha bạn. Đủ tiền với cái bẫy này luôn. Rồi để mình bắt ra đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Đội chạy nắng nó cũng đuối. Vô trong cái bóng gầm này cái ngồi cái nó cũng khỏe thôi. Một cặp. Gắn cặp gì mới đã đâu bạn. Hổm gà nói chung mình đi thăm cử nào cũng có gắn cặp hết nha bạn. Tại cỡ này là vô mùa đỉnh điểm của mùa gắn cặp bạn. Cỡ này cứ chạy gắn cặp mạnh lắm. Khu nào không có gắn thôi còn có là đi một cặp một cặp không á. Rồi đi ra nó không đi mà đi chở vô bạn. đúng rồi đi thẳng ra luôn em. Thẳng ra luôn đúng rồi. Ra được con đã ra.
bò về ngay vị trí cái đống củi nữa nghe bạn. Đống củi ngay chạy giữa đồng. Con này chắc mình đón cỡ 7 lạng nghe bạn. 6 lần mấy 7 lạng gì đây. Trời có nhất là cũng được rồi. Còn con trong đây nữa nghe bạn. Đúng rồi ra luôn. Vậy đi trở lại làm gì? Ra ngoài chóng không ra. Con này chắc cỡ 7 lạng nha bạn. Con này chắc 7 lạng, cứng 7 lạng. Con này bự hơn cái con vừa ra một chút. Con này như rắn đực hay gì sao nhưng màu nâu nâu nha bạn. Này rắn cái đực. Rồi, một cặp nha bạn. Cặp hai con. Hai con này tầm cỡ ký 3 bạn, ký 3 ký 4 chứ không quá lớn. Rồi, bây giờ thì mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha bạn. Hy vọng đi về tới hút một hai con nữa thôi. Rồi, trời mưa luôn kìa bạn ơi, mưa lâm râm luôn rồi kìa. Trời mưa lâm râm rồi. Thì ở đây cũng có cái trại bạn, có gì mình bắt cặp rắn này nếu có mưa lớn mình vô đục hơi mưa hơi đi thăm tiếp bạn ơi. Rồi, bỏ vô quá phê. Trước đây mình cũng có cái bẫy rồi. Rồi, bẫy này có phân mà. Phân này rất lớn hơn. Rồi nhiều que. Gắn ba quá. Rồi, con gắn ba bạn. Gắn ba này cũng chậm. Chỗ này không có bông gầm mà. Tranh thủ bắt ra luôn. Gắn ba này cũng chậm mà. Gắn ba này muốn nhì. Bắt cái nha bạn. Rồi gắn này cũng muốn nhì bạn. Gắn này tầm cỡ 2 lần rưỡi nha bạn. Nhì không nổi, gắn ba. Rồi, để mình bỏ vô tranh thủ đi tới những cái bẫy cuối nha bạn. Giờ này em chưa lên chuyển mưa, sợ mưa. Tranh thủ trời nắng vậy đó bạn mà ông chuyển mưa ngâm như bạn nãy mưa lâm râm hết cái mới tạnh. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trước đây mình có cái bẫy bạn. Mình còn số 7 nó cũng hết bẫy bạn ơi. Nãy giờ mình thắp nó cũng không dính. Thì cũng để tránh mắt thời gian các bạn. Những cái không dính mình cũng ít có quay. Có quay nữa mình cũng cắt bỏ bớt để video dài quá. Rồi cái bẫy này còn chuột luôn ơi. Để mình vô lúa đập lại. Trước này mình có cái bẫy mà. Cái trước này với còn cái nó hết bẫy bạn ơi. Cái bẫy này thông thường mình thăm là nó hay dính hổ ngựa nữa bạn. Thử gọi bẫy này nó chạy cũng một cặp hổ ngựa nữa nè. Bẫy này tính ra mình bắt 5-6 hổ ngựa đó bạn. Nó hay chạy hổ ngựa lắm, nó chạy con gì lắm. Lâu lâu chạy cái chạy hổ ngựa, lâu chạy cái chạy hổ ngựa. Em lấy ra coi có dính gì không nha. Rồi cử này nhẹ que bạn ơi. Cử này còn chuột. Rồi giờ để mình thăm cái bẫy cuối nha bạn. Nếu mà cái bẫy cuối nó có dính á, mình sẽ quay chia sẻ các bạn. Còn nếu không có dính á, mình sẽ thả về nhà mình tổng kết thành quả nha các bạn. Để mình vô chuột đặt lại cái bẫy này. Cái bẫy cuối nó cũng không dính. Cũng để tránh mắt thời gian các bạn. Mình cũng không có quay ha. Thì bây giờ mình cũng về tới nhà nè các bạn ơi. Tới trại mình nè. Thì mình ở đây săn bắt ít nhiều. Mình cũng căng tổng kết thành quả bạn xem cái ha. Bữa nay thì nói chung nó không trúng bằng cử gọi bạn ơi. Cử gọi cái luồng này mình thăm tới 10 ký mấy lắm. Bữa nay nó cũng 4-5 ký gì nè. Mình thấy cũng nặng nặng đó. Bữa nay hổ hành nó chạy ít mà chạy hổ hành bự bự không nha bạn. Hổ hành 3 chạy ít xịt thôi. Bữa nay được 3 con gắn nhất với 2 con gắn nhì là 5 con hổ hành nha bạn, 5 con hổ hành quýt mình đó. Ba con gắn nhất, 2 con gắn nhì. Với đầu 2 con hổ ngựa, 1 con hổ hèo, 1 con gắn lãi với số hành 3. Cũng một túi nữa nha bạn. Nói chung luồng 7 này nó mà dính vậy là cũng như dính ít rồi đó bạn. Chứ luồng 7 này mình thăm cử này là cử thứ 12 đó ha. Chỉ có một cử đó là 11 cử trước có một cử là mình nhớ nó có 3 ký mấy nha bạn. Còn nhiều là nó 7-8 ký, 8-9 ký, 10 ký nữa nha bạn. Cử gọi luồng 7 này là 10 ký mấy các bạn. Mà cử gọi mình thăm có ba mấy cái bẫy à. Cử gọi chạy quá chạy làm như cử nản hê lại nè. Mà cũng một túi nha bạn. Cũng như chúng nữa đó bạn. Đúng là luồng 7 thiền thoại nha bạn. Bẫy hoài mà không hết gắn. Thăm cử này cử thứ 12 mà vẫn còn chạy nhiều nè bạn.
cứ rồi nó hơn 10 kg. Để cứ này cho được mấy ký nha bạn. Cứ này quắt căng luôn đó bạn ơi, chứ cũng không ít bạn ơi. Nhưng mà còn căng được nha bạn. Tại cái căng mình nó qua 100-200 g là còn căng được, nó hút xa mấy cái căng được. Cái này gần 5 kg mốt bạn ơi, như còn 5 kg nha bạn. Trừ cái túi mình ra đi, như còn 5 kg. Luồng này tính ra mình thắp 12 cử gắn, 12 cử mà cả 100 kg gắn mà. Hết biết cái luồng gắn mình gắn chạy mạnh nè. Cử gọi không chạy 10 kg. Cử gọi 10 kg 7 chứ. Còn cử này thì được 5 kg, được 3 con nhất nha các bạn, 3 con nhất với 2 con nhì. 2 con ngựa, con hổ hèo, con gắn lãi, còn nhiều là gắn hổ hành 3. Rồi, nói chung cũng ngon lành bạn ơi. Nói chung mà cái luồng 7 cũ rồi mà nó chạy vậy là cũng kinh điển rồi nha các bạn. Luồng 7 này nói chung cử này á nó 5 kg, cho mình đón cử sau có khả năng nó bật lên bạn. Thì cái cử gồi nó 10 kg mấy, cử trước đó nữa thì mình thăm nó có 3 kg mấy à, nó giật xuống cử đó 3 kg mấy, cái cử sau nó đôn lên đâu 10 kg mấy. Còn cử này 10 kg mấy cái nó giật xuống còn có 5 kg nữa bạn, còn phần nữa à. Có khả năng cử sau nó sẽ đôn lên nha bạn. Thì săn bắt cũng không biết đâu nữa trước bạn, nhưng mà mình thấy cái luồng này thì gắn nó đang chạy mạnh ha. Mình thăm 10 mấy cử là nó chạy chúng chúng vậy không nè. Rồi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho mình xin một like, một chia sẻ gì nghe các bạn, để mình có động lực đó. Mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn thì mình cũng máy bay các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.